Xe Pro dù chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về việc đặt cọc cũng như lịch ra mắt của mẫu xe Pro Anzer hoàn toàn mới. Tuy nhiên, theo giới thạo tin, việc sản xuất Anzer 2022 đã hoàn tất vào tháng 4 vừa qua sau chuỗi ngày bị chậm trễ do lũ quét và hoạt động nhà máy bị gián đoạn. Bởi vậy, nhiều đồn đoán cho rằng Anzer 2022 sẽ được ra mắt ngay trong tháng 6 tới đây. Ngoài ra, việc các đại lý hiện đã bắt đầu nhận đặt cọc trước cho mẫu xe MPV 7 chỗ này cũng là một tín cho thấy Anzer 2022 sẽ sớm ra mắt trong thời gian sắp tới. Pro Zoo Anzer 2022 có giá dự kiến từ 363 triệu. Mức giá này được cho là khá rẻ với một mẫu xe MPV. Nếu so sánh tại Việt Nam, Anzer 2022 có giá rẻ chỉ ngang kia Morning một mẫu xe hatchback hạng A. Nhờ lợi thế về giá bán, Anzer 2022 có thể khiến các đối thủ sừng sỏ trong phân khúc gặp khó khi cạnh tranh. Anzer mới sẽ có 3 phiên bản gồm X, H và AV, như đã đề cập, giá ước tính của Anzer 2022 sẽ khởi điểm từ 363 triệu. Bởi vậy, nhiều khả năng hai phiên bản cao cấp hơn sẽ vượt tầm giá trên 400 triệu. Anzer được xây dựng dựa trên nền tảng DNGA của Daihatsu tương tự, như dòng xe SUV lắp ráp trong nước và Toyota Avenger thế hệ mới nhất. Phiên bản này sẽ có kích thước lớn hơn bản tiền nhiệm, tuy nhiên chiều dài cơ sở vẫn giữ nguyên ở mức 750 mm dài hơn Proton XR 20mm và ngắn hơn Mitsubishi Spander 25mm. Anzer 2022 sẽ được trang bị đầy đủ công nghệ an toàn gồm bộ an toàn chủ động và thụ động. Theo nhiều đồn đoán, Anzer 2022 sử dụng động cơ 2 nz dung tích 1. 5 lít hút khí tự nhiên đua ở VVT-I -E mới nhất, đi kèm với DCVT. MVV 7 chỗ là một trong những phân khúc rất hát, tại thị trường châu Á với sự góp mặt của những cái tên nổi bật, như Mitsubishi Spander, Toyota Veloz, Toyota Avanza sự xuất hiện của Pro Zoolander 2022 trong thời gian tới đây, chắc chắn sẽ khiến các đối thủ gặp thách thức không nhỏ trong cuộc đua doanh số. Xe cộ, XX.